xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem bản tin giá cả thị trường thủy sản. Hôm nay mình tiếp tục làm clip cập nhật giá tôm thẻ, giá tôm sú, oxy, kiểm kháng sinh tại khu vực miền Tây. Trước khi vào bản tin chính, quý cô chú anh chị các bạn nhớ ấn giúp mình một like và đăng ký kênh nhé.